Tập trước trong Vua Đầu Bếp, ba ứng viên tài năng cùng bước vào vòng thi đấu bán kết với phần thi chiếc hộp bí mật thú vị và ý nghĩa. Xuất sắc giành chiến thắng với món miếng xào mực khô, Minh Nhật có được lợi thế cao nhất trong thử thách loại trừ. Em chia sẻ với chị đã sai lầm. Thu Thủy may mắn có cho mình nguyên liệu thân thuộc, hải sâm. Tuy nhiên, với chút sai sót trong khâu sơ chế, chiếc vé cuối cùng vào vòng chung kết đã không dành cho cô. Và ứng viên có mặt trong trận chung kết đã chính thức lộ diện. Hôm nay trong Vua Đầu Bếp, trận chiến về ẩm thực được mong đợi nhất sẽ chính thức khai lửa. Hai đầu bếp tại gia tài năng thi đấu cho một danh hiệu cao quý. Những món ăn hấp dẫn với hương vị tuyệt vời, những màn trình diễn kỹ thuật điêu luyện, những mong muốn cho một tương lai ẩm thực Việt tươi sáng. Và một vua đầu bếp mới sẽ được vinh danh. Quán quân Việt Nam mùa thứ hai là ai? Người đó sẽ là... Cuộc hành trình tìm kiếm vua đầu bếp Việt Nam mùa thứ hai được trải dài trên khắp đất nước. Chào mừng MasterChef vua đầu bếp Việt Nam đến với Hồ Chí Minh. Yeah! Những đầu bếp tại gia mang theo niềm đam mê ẩm thực đến với vua đầu bếp để tìm kiếm cho mình một cơ hội được tỏa sáng qua những món ăn mùi vị đậm đà, cùng với giải thưởng giá trị và danh hiệu cao quý mà bất cứ người nội trợ nào cũng mong muốn. Bạn sẽ trở thành vua đầu bếp mùa thứ hai. Vượt qua hàng ngàn thí sinh tài năng, chỉ 12 ứng viên xuất sắc nhất được bước vào căn bếp chính thức của Vua Đầu Bếp. Cùng 3 vị giám khảo nổi tiếng trong ngành ẩm thực Việt. Tốn quá nhiều công sức, quá nhiều áp lực. Bất kể một sai sót nào của các bạn cũng sẽ dẫn các bạn rời khỏi căn bếp này. Phải nấu ăn trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt với quy mô lớn đầy thách thức, ngay cả đối với các đầu bếp chuyên nghiệp. Are you joking me? Nhưng em cắt rất chậm. Ok, so try your best or you go home tonight. Người hại mình không bằng trời hại mình. Được gặp gỡ và trổ tài với các vị khách mời đặc biệt. Xin chào, rất vui được gặp các bạn. Nhưng trên hết, vẫn là những giây phút vô cùng cảm xúc có 102 trong cuộc đời. Và mang đậm tính nhân văn. Mẹ mong quá, không biết vào trong đó sức khỏe của con có ổn không. Thi đấu bằng tình yêu ẩm thực với niềm đam mê và nỗ lực hết mình, Vua Đầu Bếp Việt Nam mùa thứ hai đã bước vào chặng đua cuối cùng với hai gương mặt xuất sắc nhất. Chiến thắng thực sự đã ở rất gần. Sau cuộc hành trình dài tìm kiếm đầu bếp tại gia xuất sắc nhất cho danh hiệu cao quý, căn bếp Vua Đầu Bếp hôm nay chính thức bước vào ngày thi đấu cuối cùng. Trận chiến ẩm thực được mong chờ nhất của bất cứ người nội trợ tại gia nào. Chỉ còn lại hai ứng viên xuất sắc thi đấu dưới sức nóng đầy áp lực trong căn bếp của Vua Đầu Bếp. Cơ hội cuối cùng để họ khẳng định tài năng ẩm thực của mình được trau dồi bao lâu qua sẽ là một cuộc so tài đầy kịch tính của đam mê và tình yêu ẩm thực trong mỗi người nội trợ Việt. Trước khi bước vô chung kết thì bất cứ không phải chung kết nha, một cuộc thi nào cũng nghe đồng đội hay cuộc thi loại hay gì, rất là hồi hộp. Là một trong hai thành viên nhỏ nhất của top 12 chương trình Vua Đầu Bếp năm nay mà lại được bước vào vòng chung kết cùng với một trong hai thí sinh rất là lớn tuổi và rất là dày kinh nghiệm. Hôm nay tôi nghĩ là trận chung kết sẽ rất là đáng xem. Xin chào hai bạn. Chúng ta đã trải qua một hành trình vô cùng thú vị. Hôm nay, hai thí sinh xuất sắc nhất sẽ cùng tranh tài ở thử thách cuối cùng. Vòng chung kết Vua Đầu Bếp Việt Nam mùa thứ hai. Người chiến thắng trong vòng chung kết ngày hôm nay sẽ giành được giải thưởng 500 triệu đồng. Một ấn phẩm mang tên mình. Nhưng quan trọng nhất là danh hiệu cao quý. Quán quân Vua Đầu Bếp Việt Nam mùa thứ hai.
Người đầu tiên vào vòng chung kết đó là bạn Minh Nhật. Cô gái 23 tuổi đến từ Hà Nội, là nhân viên ngân hàng, vượt qua hàng ngàn ứng viên. Minh Nhật luôn chứng tỏ được tài năng và bản lĩnh ẩm thực của mình ngay từ những giây phút đầu tiên trong Vua Đầu Bếp. Nếu như em đặt Vua Đầu Bếp, em có bỏ nghề ngân hàng không? Dạ có chứ ạ. Hương vị của món ăn của em, cái quyết định cho hạt dẻ gửi vào trong món ăn này là quyết định rất đúng. Đấy là một kỹ năng rất là tốt. Có mặt trong nhóm 12 người nội trợ tại gia xuất sắc nhất chính thức thi đấu trong căn bếp của Vua Đầu Bếp. Những vòng thi đấu đầu tiên, các món ăn của Minh Nhật chưa thật sự nổi trội so với những thí sinh khác và liên tiếp thất bại trong các thử thách đồng đội. Trong thử thách đồng đội vừa qua, đội đỏ là đội thất bại. Cái cảm giác khi mà được đổi chiếc tạp dề và nhìn thấy chiếc tạp dề màu đen thì nó là cảm giác rất là thân thương. Điều đó không làm cô gái trẻ nản lòng khi xuất sắc giành chiến thắng phần thi chiếc hộp bí mật với món ăn tuyệt vời. Chị phải nói gì về món ăn của em bây giờ nhỉ? Rất ngon. Tự tin vào tài năng của mình, Minh Nhật liên tiếp là cái tên được xướng lên mỗi khi giám khảo công bố người có món ăn ngon nhất. Hoàng Minh Nhật. Minh Nhật. Minh Nhật, người có món ăn ngon nhất ngày hôm nay. Chúc mừng. Mình muốn sống với đam mê của mình. Mình muốn khơi dậy lên cái tình yêu nồng nướng ở thế hệ trẻ. Điều sức trẻ, tài năng và bản lĩnh có giúp Minh Nhật giành chiến thắng cuối cùng này hay không? Đối thủ của bạn là cô Lê Chi. Trở về từ Canada sau hơn 30 năm xa quê hương, người phụ nữ muốn tìm lại chính mình bằng niềm đam mê ẩm thực. Với kinh nghiệm nội trợ nhiều năm của một người mẹ, không quá khó để chinh phục các vị giám khảo. Đó là cái món laksa ngon nhất mà em từng ăn. Cá tính mạnh mẽ. What happened? Thao tác nhanh nhẹn. Khẩu vị đậm đà. Món này không đúng, mà món này ngon. Thanks good. Thank you. Tất cả được vun đắp từ niềm đam mê ẩm thực cháy bỏng. Mọi người đến đây là ai cũng yêu thích nấu ăn cả. Nhưng mà tôi có thể nói là tôi là người thích nhất. Sự dày dặn kinh nghiệm được thể hiện qua phong độ ổn định trong các vòng thi. Lê Chi luôn chứng tỏ mình là một đối thủ mạnh trong căn bếp của Vua Đầu Bếp. Sự quyết tâm và niềm đam mê ẩm thực mạnh mẽ có đưa Lê Chi trở thành quán quân Vua Đầu Bếp mùa thứ hai. Và tất cả các thí sinh đã từng là đối thủ của hai bạn, họ đến đây để chứng kiến và cổ vũ cho cuộc so tài này. Các bạn phải chứng minh một điều rằng các bạn vượt qua họ một cách chính đáng và xuất sắc nhất. Minh Nhật thân mến, em đã vượt qua rất nhiều thử thách, vượt qua rất nhiều thí sinh để có mặt ở đây ngày hôm nay. Trong thời khắc rất quan trọng này, em thực sự muốn có ai ở bên cạnh mình? Thật ra là em cũng là con một và em cũng xa gia đình rất là lâu rồi. Và ở cái giờ phút này thì rất là muốn có gia đình ở cạnh. Và bây giờ sẽ là một bất ngờ lớn cho em. Xin mời. Lê Chi, chị đang rất xa gia đình. Chị có nhớ họ và muốn chia sẻ gì với họ lúc này không? Yes, đúng, bốn đứa con và chồng, nhưng mà ở xa quá. Chúng tôi có một món quà cho chị.
Love you. Ở vòng thi này, các bạn phải thực hiện một thực đơn hoàn chỉnh do chính các bạn đưa ra ý tưởng. Thực đơn gồm 3 món: món khai vị, món chính và món tráng miệng. Chúng tôi hy vọng sẽ cảm nhận những món ăn khai vị ngon nhất. Hãy đọng lại cho chúng tôi những kỹ năng của các bạn ở món chính và món tráng miệng tuyệt vời nhất. Kho nguyên liệu của chúng ta ngày hôm nay phong phú hơn bao giờ hết. Các bạn hãy thỏa sức lựa chọn, sáng tạo và làm nên những món ăn thật tuyệt vời cho thử thách cam go này. Lần nào cũng vậy, một lần tới đi nấu ăn là tôi nấu hết sức. Cứ nấu hết sức thôi, không có suy nghĩ thua thắng gì cả. Các bạn có 150 phút để thực hiện những món ăn hoàn hảo của mình. Và thời gian của các bạn Bắt đầu. Bữa nay cũng vậy, Nhật rất là sợ là nếu tôi chọn những món Mỹ. Nhưng mà tôi nói cô Nhật là chị chỉ làm món Á thôi. Tại vì chị tới đây để chị muốn hàng người triệu người biết là đồ Việt Nam của mình ngon và mình có thể làm được. Cho nên chị không có làm món Mỹ đâu. Tại đồ Mỹ có người Mỹ làm rồi. Trong pantry hôm nay có 3 con thỏ đã được giết sẵn, nhưng mà nó còn nguyên cái đầu. Khi mà tôi đi vào thì tôi rất là sợ. Tôi đã phải lấy hết tất cả những cái dũng cảm mà bản thân mình có để cầm đầu 3 con thỏ để vào trong một cái giỏ. Và đã phải quay mà đi không dám nhìn. Không biết làm như thế nào bây giờ đi ra có thể giải quyết được 3 con thỏ ở đây. Trong thử thách cuối cùng lần này, Minh Nhật và Lê Chi sẽ có 150 phút để chuẩn bị, nấu và trình bày một thực đơn gồm 3 món do chính mình lên ý tưởng. Mình có 2 cách để mình set một cái menu, là một là sẽ là một menu thuần Việt, hai là một menu sẽ toàn là món Âu. Nhưng mà mình tính khoảng thời gian mà đề bài ra thì mình sợ là mình sẽ không làm kịp cái khoảng thời gian đó. Thế nên mình đã chuyển sang những cái món mà rất là ngon, trình bày đẹp nhưng không quá tốn nhiều thời gian cho mình khi mà phải nấu ăn và mình có thể tập trung vào việc là trình bày đĩa ăn thật là đẹp. Hôm nay Minh Nhật mình nấu món gì đấy? Hôm nay em nấu món khai vị với gan ngỗng áp chảo ăn kèm với cả gan ngỗng áp chảo. Dạ, ăn kèm với cả mứt mứt sung táo. Ok. Món chính là thỏ confit. Thỏ confit. Dạ. Và món tráng miệng là poached pear. Ok. Hôm nay chị nấu những món gì? Em nấu món clam chowder với lại clam chowder với lại sweet and sour fish. Rồi món cuối á, crab. Dạ, với lại durian and mango in the middle. Mango? Dạ. Ứng viên nào có thực đơn được đánh giá cao hơn với phần thể hiện kỹ năng tuyệt vời cùng hương vị hài hòa trong kết cấu cũng như độc đáo trong cách trình bày sẽ có cơ hội rất lớn để trở thành vua đầu bếp. Các bạn chú ý, hết 30 phút rồi, còn 120 phút nữa. Nhanh tay lên, nhanh tay lên, come on. Nhật thì nhìn có vẻ thấy cái thực đơn nó hài hòa hơn tí. Bên kia chị biết như thế nào, sao thấy lạ nhỉ? Xem thử cái phối hợp của 3 cái món của Lê Chi thế nào, còn của bạn kia thì xem nó có ra được chất. Có vẻ rất rất phát phải không? Em thì sợ là 3 món của Lê Chi có hợp không? Mình đúng phải rồi. Thử cái súp trước. Wow. Ok. Mình đã sắp xếp tất cả mọi thứ trong đầu. Mình nghĩ đầu tiên mình sẽ phải làm tất cả các loại nước sốt của từng món. Nếu mà làm như vậy thì nó sẽ hợp lý về vấn đề thời gian hơn. Món clam chowder thì cần carrot, potatoes, celery. Tôi làm thay vì người Mỹ người ta họ bỏ sữa
và nó bỏ một chút cream at the cuối cùng. Rồi tôi dùng tất cả mọi thứ đều giống như vậy, nhưng mà tôi bỏ lemongrass and coconut milk, tại vì đó rất là Asian. Hai ứng viên tài năng, hai người phụ nữ nội trợ đảm đang đầy bản lĩnh. Một Lê Chi mạnh mẽ đầy cá tính, một Minh Nhật nhẹ nhàng đầy tinh tế. Mỗi ứng viên mang cho mình một màu sắc ẩm thực rất riêng, nấu ăn bằng tình yêu và cảm xúc thân thương đến từ chính gia đình của mình. Các bạn chú ý nhá, mình còn 90 phút nữa. Nhanh tay lên các bạn ơi, còn 90 phút nữa nhá. Vâng ạ. Con Thỏ hôm nay thì nó cũng không được béo cho lắm, cái phần thăn lườn của nó cũng không có quá nhiều thịt. Thế nên ý tưởng ban đầu là sẽ cuốn lại, thì từng miếng cuốn lại thì nó cũng không được thực hiện mà tôi đã phải lóc rất là nhiều phần filet ra và xếp các miếng lên với nhau, cuộn lại với một ít muối tiêu và trong có phần thang. Sau đó tôi đã đặt sang một bên và bắt đầu canh nhiệt độ của dầu để cho vào bắt đầu confit. Do cách đây vài hôm thì khi mà làm confit thì mình cũng làm chưa được đúng cho lắm, thế nên hôm nay mình cũng muốn thử lại làm confit sao cho chuẩn. Cá bữa nay dùng là cá diêu hồng, rất là khó để mà cắt cái con cá để mà khi mình chiên cho nó bông xù lên rất là đẹp. Tôi ướp với lại muối, tiêu, một cái egg white. Rồi khi mà nó xong rồi một chút xíu cho nó thấm rồi, chút xíu rượu nữa. Tôi lấy dầu nóng tôi chế lên cho nó bông xù, cái cá nó chín ra liền, nó róc ra liền tròn. Chị Lê Chi và Minh Nhật chú ý, chúng ta còn đúng 60 phút nữa thôi. 60 phút nữa mọi người cố gắng lên. Lê Chi làm món cá theo cái phong cách gì? Asian á. Vậy là hai vị là clam chowder, yes. Súp nghêu kiểu Mỹ đúng không? Yeah. Súp nghêu là kiểu, no, kiểu Mỹ. Asian chị ơi. Cũng Asian. Asian luôn. Vâng, cũng Asian bộ luôn. Mình người Việt phải làm về Việt. Thiệt ra Vietnamese food hay là Thái hay là những nước này nọ cũng là tùy mình sử dụng cái nguyên vật liệu của mình và tùy mình ở từng vùng, mình có thể nếm thử cái đồ ăn của mình hơi khác một chút. Nhưng mà mình phải nói là đồ đó là đồ của người Việt. And mình muốn để cho những người trên thế giới, người Mỹ rồi đó nói, ồ, nếu muốn ăn cái con cá chiên đó của nhà hàng Thái, tới nhà hàng Việt Nam vẫn có. Mùi vị vẫn khác nhưng mà nó ngon, tới thử đi. Và Tráng Miệng thì làm crab French là Vietnamese combination. It's all fusion, all Vietnamese fusion today à, cả ba món luôn. Vâng ạ. Wow, okay. Cho dù có biết là cái thực đơn của mình làm không được fancy như của người ta, tôi vẫn rất là happy tại vì tôi muốn nói cho mọi người là phải cần nhiều người như tôi, cần nhiều người hơn tôi để mới làm được cái Việt Nam food để ra trên thế giới. Tại vì ai cũng nói muốn nâng cái đồ ăn của người Việt mình lên một tầng nữa, mà mình kiếp làm đồ Pháp, mình kiếp làm đồ Mỹ, mình kiếp làm những cái đồ này, thì mình nâng cái đồ ăn của người ta lên chứ không phải mình nâng đồ ăn của mình lên. Em làm bao nhiêu độ? Khoảng 68 bao nhiêu độ. 68 độ hả? Dạ. Cho bao nhiêu lâu? 30 phút ạ. 30 phút? Cái này em nấu chưa? Nấu lần nào chưa? Em có thử nấu nhà rồi ạ. À nhà? Phút. Thì em muốn cái thịt mềm, em muốn cái thịt mềm. Muốn mềm. Dạ. Món Tráng Miệng thì tôi đã lấy cái bột all-purpose flour nhưng mà của bên Việt Nam. Sau tôi trộn, tôi mix với lại trứng, chút xíu đường thôi, chút xíu butter, em trộn lại. Tráng Miệng hả? Dạ. Làm cái màu xanh. Làm hai loại, một loại vanilla. Rất tò mò về cái Tráng Miệng của Lê Chi. Lê Chi nói nghe một chút em. Crepe brulee là bánh crepe nhưng mà mình cuốn lại, mình bỏ với whipping cream, với lại durian. Rõ ràng là đây là một cái fusion tại vì mình có durian ở trong. Dạ. Bây giờ cái sauce của Lê Chi nó sẽ thành cái màu gì? Một cái bánh thì màu xanh, một cái bánh thì màu vàng. Một bánh màu xanh, một bánh màu vàng. Wow. Tôi đổ cái bánh thiệt mỏng với lại lửa hít rất là thấp và không có phần dầu hay lại gì, tại vì muốn cho nó dính như là một cái hơn là một cái bánh pancake. Ừ,
do cái rượu vang tôi sợ nó quá chát, vậy nên là đã cho khoảng 1/6 phần nước thôi vào cùng với mật ong để nó bớt cái độ chát của cái rượu vang đi. Ủa tại sao lại cho nước vào làm gì? Chai nhiều nó chát lắm ạ. Thì mình sẽ làm một món kết thúc nhẹ nhàng thôi và không quá nặng, không phải là bánh, không phải là cái gì để nó nhiều. Còn 30 phút nữa, nhanh tay lên. 30 phút, come on. Ngon quá. Ngon không? Thơm không? Ngon quá, ngon. Thơm quá, thơm quá. Tôi muốn làm cái crepe của người Pháp nhưng mà tôi muốn làm dày thêm một chút xíu. Tại vì dày vậy tôi mới cuốn được. Và tôi bỏ sầu riêng rồi bỏ whipping cream lên để cho nó cuộn rồi cuốn lại thành một cái bánh. Mình làm như kiểu chả giò của Việt Nam chẳng hạn, hay là một cái bánh sushi của Việt Nam. Những cái đồ để mà Việt Nam người ta vẫn có thể hưởng thức cái hương vị đó mà vẫn có thể là thấy, nghĩ là ồ, người Việt cũng đã lên, đã học hỏi những cái technique, những cái kỹ thuật của người nước ngoài và dùng trong cái đời sống hàng ngày của mình. Phần confit do nhiệt độ chưa tới và tôi cũng cuốn 3 cái cuốn. Thì trong đó có cái cuốn to nhất thì là cái phần lõi của nó vẫn còn hơi hồng hồng và tôi cũng sợ là nó chưa chín. Còn hai cuốn kia khi tôi cắt ra thử thì cả hai đều đã chín rồi. Nhìn cái phần màu ở ngoài nó cũng chưa được đẹp lắm, thế nên tôi đã quyết định là sẽ áp chảo lại một lần nữa để lấy được cái màu vàng ở phía ngoài của cái cuốn. Sốt chua ngọt. Tôi đã nấu cái infuse cái nước với lại pear, apple, nhiều rất là nhiều cam, hành để lấy được cái mùi vị đó. Xong rồi tôi mới làm cái sốt với ketchup, mình bỏ cái đó vô, and nêm nếm với lại một chút sherry vinegar and taste để làm kiểu của Việt Nam của mình. Nhanh tay lên các bạn ơi, còn 15 phút nữa. Cơm chín chưa Lê Chi? Chín rồi ạ. Good. Cơm ăn mấy món gì? Cơm chỉ chiên. À, cơm chiên hả? Dạ. Yeah. Tại vì anh chiên. Thấy nó hơi khô. Cơm kìa, em muốn khô. À, muốn nấu khô yeah. Để chiên đó. Dạ. Yeah. Ok. Thì giống mà nasi goreng gì hả? Dạ không anh ạ. Cơm chiên, đáng lý là mình ăn cá với lại cơm luộc anh ạ, cơm trắng anh ạ. Vâng. Nhưng mà em muốn làm innovation a little bit. Innovation. Nếm lại tất cả các đồ của mình đi. Ổn không? Ngon anh ạ. Ngon quá. Unbelievable. Ngon thật không? Thật ạ. Ngon thật ạ? Thật ạ. Ok. Very, very good. Thử cho tôi. Em làm kiểu clam chowder mà kiểu Asian. All about innovation. Ngày thi đấu cuối cùng cũng là cơ hội duy nhất còn lại để các ứng viên thể hiện tất cả khả năng mình có được trong từng thao tác tỉ mỉ, từng khâu chế biến quan trọng. Có thể thấy rõ được sự tập trung cao độ của cả hai trong mỗi động tác trình diễn kỹ năng tuyệt vời. Nếu như Lê Chi mang hương vị ẩm thực từ khắp nơi trên thế giới vào thực đơn của mình, thì Minh Nhật lại chọn riêng phong cách ẩm thực của Pháp, một quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời, là nguồn cảm hứng cho bất kỳ đầu bếp nào. Có thể là do cái sự lựa chọn cái đĩa nó chưa được hợp lý lắm, thế nên là lúc cuối thì mình cũng khá là mất nhiều thời gian để mình nghĩ sao để coi cái đĩa nó cho đẹp. Thì cũng loay hoay một hồi, đến khi mà cho hai loại nước sốt và mình cho cái thứ hai rồi,
thì mình mới thấy là chắc là không hợp lý lắm. Nhưng mà đã nhỡ cho vào rồi mình cũng không thể bỏ nó ra được. Rồi sau đó thì mình thấy cái nước sốt của mình nó hơi bị tối màu, mình đã cho thêm một vài hạt ngô để nó sáng lên một chút. Thì nhìn tổng thể nó được khoảng 70% những cái gì mà mình mong muốn. Có lẽ là hôm nay nếu mà có thêm chút thời gian và ít áp lực hơn thì cái đĩa của mình nó sẽ trông đẹp hơn. Minh Nhật, Lê Chi, 5 phút nữa, chop chop, come on. 5 phút nữa thôi, nhanh tay lên. Quick, 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 quick. Chiến thắng làm nên những giấc mơ, chiến thắng thay đổi cuộc đời. Sẽ không có chỗ cho bất kỳ sai sót nào trong ngày thi đấu hôm nay. Căn bếp Vua Đầu Bếp thực sự nóng hơn bao giờ hết dưới áp lực của trận chung kết từ những người phụ nữ tuyệt vời. Do Ngân Ngỗng, bản thân thì Ngân Ngỗng nó rất là ngậy. Và cái lớp bánh mì ở phía dưới nó rất là dễ ngấm những cái dầu từ cái Ngân Ngỗng tiết ra. Vậy nên mình đã cho thêm hai lớp táo, một phần để ngăn bớt cái phần mỡ nó chảy xuống, thứ hai là vì táo nó vị nó chua chua ngọt ngọt, nó sẽ giảm bớt đi cái ngậy của miếng khăn ngậm. Thế chị có cho thêm mắm vào đây đúng không? Chút xíu ạ. Đúng không? Dạ, final touch ạ. Biết rồi. Minh Nhật và Lê Chi đang tăng tốc cho phần thể hiện của mình. Cuộc hành trình tìm kiếm Vua Đầu Bếp đã bước vào những giây phút cuối cùng đầy kịch tính. Hôm nay thì cả hai thành viên không ai nướng bánh hết. Chị Chi cũng chọn một cái giải pháp an toàn không tốn quá nhiều thời gian, đó là bánh crepe ăn kèm với cả sầu riêng. Thì tôi thấy là so với sầu riêng thì lê của tôi nó cũng nhẹ nhàng rất là nhiều. Nó không quá nặng và nó không quá ngậy hay không quá béo. Còn 1 phút nữa các bạn ơi, nhanh tay lên, còn 1 phút danh nữa. Danh hiệu cao quý đã nằm trong tầm tay, món ăn sẽ nói lên tất cả. Tài năng của Minh Nhật hay kinh nghiệm của Lê Chi sẽ đem đến cho họ danh hiệu mà bất cứ người nội trợ nào cũng mong muốn có được. Còn 30 giây nữa, nhanh tay lên bạn ơi. Tôi thấy là cái menu của tôi có thể đối trọng lại với cả menu của chị Lê Chi. Minh Nhật và Lê Chi vừa hoàn thành xong phần thi của mình. Cả hai sẽ lần lượt phục vụ các món khai vị, món chính và món tráng miệng cho các giám khảo nếm thử. Thực đơn của ai sẽ chinh phục được các vị giám khảo và giành chiến thắng cho thử thách cuối cùng lần này? Tôi tới thi và tôi mong muốn là mọi người được biết về cái ẩm thực của người Việt. Và tôi lý do tôi tới đây cũng là tôi muốn làm cho mọi người được biết là cái đồ ăn Việt Nam có thể lên một tầng nữa. Tại vì tôi nước ngoài cho nên tôi có thể giới thiệu cho những người nước ngoài về cái food của mình. Xin mời chị Lê Chi, chị có thể nói về món ăn của mình trước. Bữa nay tôi làm là clam chowder. And usually ở bên Mỹ thì this is a West meet the East. Tôi dùng lemongrass and coconut milk để làm cái súp tây thay vì người ta dùng sữa và cream. Điều đầu tiên tôi nhận thấy là những rau củ quả vừa chín tới. Nước súp của chị á có vị ngọt rất vừa. Nhưng khi mà chị nấu á, cái khoai tây á nó hơi chín một chút xíu. Em muốn cho nó tan ra luôn anh, cho nên em cắt củ khoai tây hơi bự hơn chút. Những cái khánh nó tan ra nó thành cái bột, còn những cái còn lại là để thành mình ăn trong miệng ạ. Độ mềm của rau củ quả trong này á thì là rất vừa phải. Chị nêm nếm cũng vừa phải. Chị trang trí đĩa thức ăn cũng khá đẹp. Nhưng mà chowder ở đây là phải có cái độ đặc
quánh của cái sốt chứ không phải độ đặc quánh và nhiều của nguyên liệu bên trong. Thì đây là cái sự hơi thiếu cân bằng trong cách chị cho nguyên liệu vào trong. Chị Lâm Ân lấy cái tô này lại đổ ra cái nồi để đem tô khác mà ít nhưng more soup quick please 1 minute. Em thấy thì ly chi cái múc sai thôi. Nên múc ra là nhiều quá. Mà nếu mà cái súp là ngon á mà ít nhưng là ok, I think. Nào đẹp hơn. Cái này đẹp hơn. Yeah? Yeah. Super. That is clam chowder. Cảm ơn. Ngọt, thơm, mà cái gia vị, mùi vị là rất cân bằng. Món của chị ngon, chị thêm súp vô là theo lướt là ngon, cảm ơn. Minh Nhật, em có thể chia sẻ món của mình. Hôm nay em làm món khai vị là gan ngỗng áp chảo ăn kèm với cả mứt sung và táo. Vì khi mà sung thì nó hơi bị khô, thế nên là em cho thêm táo vào. Để làm cùng thì nó giữ cái độ ẩm hơn. Vậy cái sốt là gì mình nhỉ? Đó là balsamic reduce ạ. Em reduce luôn? Dạ. Em làm chiên táo, bánh mì, chiên bơ, foie gras. Balsamic reduce. Balsamic reduction. Nhiều kỹ năng. Excellent. Cái foie gras em phải chiên cho nó lửa lớn, rất là mạnh. Rồi em xia thôi, dạ. Mỗi bên em mấy phút? 1 phút ạ. 1 phút, mỗi bên 30 giây thôi, ok? Dạ. Em thấy em chiên lửa hơi nhỏ, dạ. Mà chiên hơi lâu, dạ. Ok? Dạ. Mà ăn vô cái foie gras của em, nó nhiễu trong miệng á, rất ngon. Dạ. Mà giòn hơn chút xíu, mình cắn vô nó giòn, nó nhiễu là perfect. Dạ. Yeah. Cách em kết hợp nguyên liệu, cái mứt này rất là mềm. Em thật sự là cũng có sáng kiến và rất nhanh trong cái chuyện mà xử lý cái trái sung khi mà xào lên với cả táo. Có độ ngọt của nó rất là vừa. Nhưng mà cái bánh mì á, em không nên chiên bằng bơ. Bởi vì vốn dĩ là khi mà em cho vào thì cái mỡ của foie gras ngấm xuống rồi, nó đủ béo rồi. Nếu em chiên bằng bơ thì nó sẽ lại quá béo. Decor của em rất đẹp. Lúc nhấc lên thì chị hơi lo rằng nó có vẻ có hơi nhiều nước mỡ chảy ra, chị sợ rất là ngán. Nhưng mà chị nghĩ em đã thông minh khi em quyết định đặt cái miếng táo ở dưới cái foie gras. Nó ngăn bớt phần nào cái mỡ nó thấm. Và nếu có chăng hơi béo một tí ở cái foie gras thì cũng được cái vị chua và vị giòn của táo. Nó làm hài hòa lại một chút. Một cái lựa chọn rất là thông minh của em cho cái táo. Rất ngon. Ban giám khảo rất hài lòng với món gan ngỗng áp chảo của mình. Các ứng viên vừa trình bày xong món khai vị tinh tế của mình. Tiếp theo sẽ là những món chính đậm đà và đầy ấn tượng. Tôi fillet nó rồi tôi cắt cẩn thận rồi tôi ướp and chiên xù nó lên. Tôi nấu một cái nồi nước reduce của apple, pear, orange, lemon, all this. Tôi để lấy cái citrus and cái sweetness của cái fruit. Còn cái món cơm chiên đây, thường thường mình ăn cá chiên với lại cơm trắng. Thì tôi muốn làm một cái dĩa cơm chiên hơi lạc lạc một chút để ăn với cái đó. Và trong cái nước đó tôi có nấu gừng. Có thể không có được nhìn sang trọng, nhưng mà thiệt ra là một món steak thì này nọ chỉ có chiên vừa đủ, cắt, bỏ chút sauce, nhìn rất là đẹp mắt. Nhưng mà thiệt ra
cái kỹ năng đòi hỏi thì không có. Cá rất ngon, sốt rất vừa, nước sốt mà chị làm á. Về cái độ vị của nó thì rất nhiều những vị tươi ở trong đó, nhưng mình cảm nhận đến cái độ ngọt và nó rất là tự nhiên. Thực sự là cái món của chị hôm nay rất là đẹp, và cái sốt màu cũng rất là hài hòa với nhau. Cảm ơn chị. Chị cắt cái miếng cá rất khéo léo, rất kỹ thuật, để khi mà mình chiên nó tạo ra những cái khe, những cái miếng nhỏ để mà cái sốt của chị có thể thấm vào trong. Rất là đẹp mắt, màu sắc rất hấp dẫn. Cái kiểu chị chiên cá xù lên cũng hay. Wow, nó ngoài giòn mà thịt còn sốt, còn mềm ẩm. Món của chị là hay lắm, đậm đà lắm. Mà lúc muốn thấy cái gia vị, mà cái flavor, cái taste của chị ấy, cho nó tinh tế hơn chút xíu nữa. Cảm ơn. Khi món của chị Lê Chi đi ra trước và bị ban giám khảo cũng có những phần góp ý, thì đến món của mình thì cũng rất là lo, vì đây cũng là vòng chung kết rồi và cái yêu cầu ban giám khảo rất là cao. Xin mời Minh Nhật. Thì món gì Minh Nhật? Hôm nay em làm món thỏ confit ạ. Thì thỏ confit em ăn kèm với cả sốt tiêu đen, một ít sốt bạc hà, và có các loại rau, salad rau, có zucchini vàng, zucchini xanh và radish ở dưới, và có một ít măng tây để ăn kèm. Rất màu sắc hả? Về màu sắc thì chị nghĩ là tuyệt vời, tuyệt đẹp. Món ăn ngon. Thỏ của em làm rất vừa phải, vừa chín tới, thơm, nhưng mà hơi nhạt một tí. Chị phải ăn hơi nhiều sốt. Chị tự hào về em với cái đĩa thức ăn này. Cảm ơn chị rất nhiều. Confit thỏ là em phải để nó confit 140 độ, tại vì thịt mà, để cho nó cao hơn chút xíu, cho khoảng 2 tiếng, ôi 1 tiếng rưỡi. Yeah. Cái này em làm sai. Chưa tới độ, chưa tới giờ, không có độ chín, còn sống ở trong giữa phải không? Vậy em phải áp chảo lần nữa. Anh lúc ấy đã rất khó chịu về điều này, và thực sự lúc ấy mình thấy rất là buồn, vì đấy là một cái lỗi sai không đáng có ở trong món ăn này. Nhìn vô cái đĩa của em là rất là đẹp, cái em cuốn, wow, really nice, cao cấp. Để khi anh ăn cái này là ngô hộp. Cái giá trị của đĩa của em á là hồi anh xem á là wow, cao lắm. Để anh ăn mấy cái này em anh ăn không? Bây giờ nó giá trị nó xuống ha. Top 2 rồi, đúng không? Dạ. Top 2 rồi, nhưng thành ra là phải cẩn thận tất cả những món ăn khi mà mình đưa lên đĩa. Và rau củ quả em làm rất vừa tới. Và cái kết hợp giữa chuyện em vừa áp chảo, vừa confit, thì em nên đặt một cái tên khác cho nó phù hợp thì nó sẽ hay hơn. Được. Chứ còn confit nó không phải là nguyên bản của cái confit như em nói nhá. Cảm ơn em. Minh Nhật và Lê Chi sẽ phục vụ món tráng miệng cuối cùng độc đáo, kết thúc bữa ăn đầy hương vị. Xin mời Minh Nhật. Em làm món poached pear ở trong rượu vang cùng với quế, hồi, mật ong. Món này ăn với cả kem vani. Và cái nước sốt khi mà em trần cái lê này thì em đã reduce nó xuống để dưới một ít lên kem. Em reduce cái sốt á, có đầy đủ cái mùi và độ sánh như vậy thì ăn nó hài hòa. Cái cách decor của em cũng có sáng tạo, tốt. Cảm ơn. Một lần nữa lại rất đẹp. Chị thích cái độ giòn của trái lê. Chị nghĩ đây là một cái sự hài hòa về màu sắc, về trang trí. Cái lê nó vừa phải, nó có phần hơi chua chua, ăn với cái độ ngọt của kem. Một cái sự lựa chọn về nguyên liệu rất tốt. Hai món kia rồi đến món này, chị nghĩ là khá hài hòa. Cảm ơn em.
món chế lê mà nấu rượu vang đỏ đó là cái chế lê là phải đỏ đậm giống cái nước rượu vang đó. Trái lê của em giống là trái lê màu nâu. Tại sao em đổ nước vô luôn? Thật ra là ban đầu thì em sợ là cái rượu nó hơi bị chát quá. Dạ, thì em cho cái phần nước này với cả cái phần mật ong ấy ạ, cho vào để cho nó giảm, để nó giảm bớt cái độ chát của cái kia đi. Nó chỉ khoảng 1/6 cái lượng rượu vang thôi ạ. Món này hấp dẫn lắm, rất là đẹp, nhiều mùi quế, mật ong thơm, ngon. Cảm ơn. Mặc dù cái kết hợp của nguyên liệu thì khi mà ăn lê cùng với cả raspberry, blueberry và một ít kem thì nó cũng rất là hợp lý. Nhưng mà cái về cái màu sắc cũng là cái mà tôi phải để ý hơn. Xin mời chị Lê Chi. Món này là crepe brulee, thì crepe rồi cuốn lại. And tôi cũng muốn French and Vietnamese food infused một chút xíu. Cho cái bánh crepe đây hơi dày hơn cái normal crepe một chút, so mình mới có thể roll được. And ở trong tôi bỏ whipping cream với durian, hồi nãy định cho mango luôn nhưng mà cái mango nó không có chín enough để mà bỏ vô. Với cái màu chị lấy đâu ra vậy? Lấy lá dứa anh xay ra lấy nước. Cái màu đó của cái trứng à. Crepe sầu riêng. Wow. I really like it. Oh, thank you. Thấy đủ màu đẹp. Simple yeah. But nice. Thank you. Yeah, món này chị không cần làm dễ or chocolate or but it's really nice. Come on. Đơn giản mà đẹp. Mà chị làm serene anh thấy rất ngon. Vừa mềm. Màu đẹp quá. Màu rất ấn tượng. Chị pha bột rất tốt để tạo được cái độ mềm của cái bánh. Nhưng mà hơi béo chút. Hơi béo quá. Cách để có mặc dù là rất là đơn giản nhưng mà nó đầy đủ cái màu và cảm tưởng rằng là cái món của chị nó cũng làm cho người ăn nhìn thấy là rất là thích thú. Và cái vị của cái sầu riêng nó cũng rất béo. Ăn với cả cái bánh wrap thì nó cũng rất là hài hòa. Dạ. Cảm ơn chị. Mời chị. Tôi muốn win nhưng mà tôi muốn phải có cái để lại cho mọi người biết là đồ Việt Nam của mình ngon. Cho nên tôi cũng rất là hài lòng là bữa nay tôi làm được cái điều mà tôi mong muốn. Nghĩ cái điều đó trước hơn cái thắng. Dù có thế nào, dù thắng hay thua, hôm nay tôi cũng đã nấu bằng hết tất cả cái đam mê của mình. Và tôi tin chắc là chị Lê Chi cũng đã làm điều tương tự như vậy. Thật ra thì về cái món khai vị thì thấy Minh Nhật có sử dụng nhiều kỹ thuật hơn. Từ cái chuyện mà mình xào cái trái sung, mà đúng là nếu như mà không biết mà không tinh mà không cho cái trái táo vào thì trái sung nó rất là khô. Đấy. Và cái thứ hai nữa là review balsamic, không phải là ai cũng có thể làm được cái chuyện đấy. Lê Chi làm clam chowder. Một cái sốt thì rất là ngon. Nếu như ngày hôm nay mà giảm bớt cái lượng nhân đi, cái súp nhiều lên thì ok, rất thành công. Và cô cũng sử dụng được cái nước của nghêu á. Nghêu đó. Nghêu. Cái món súp đấy mà có nhiều nước sốt hơn em mới thấy. Ngon. Okay. Ngon thế. Đúng. Em sợ là có nước dừa, có xả mà cũng hợp. Yeah. Giữa món của chị Lê Chi và món của Minh Nhật thì đối với món chính, một bên thì ok, trang trí đẹp, một bên thì cắt thái của chị Lê Chi cũng tương đối là tốt. Chiên cái cá đấy để mà xù lên như vậy cũng không phải là đơn giản, mà vì nó giữ được cái miếng cá, nó chan sốt lên nó ngấm. Thì Hải nghĩ là đối với món chính thì cảm tưởng như là nó như nhau. Món của Lê Chi lúc đấy thế nào? Món chính là theo lúc là Lê Chi là ngon hơn. Món của Lê Chi lúc đấy thế nào? Món chính là theo lúc là Lê Chi là ngon hơn của Minh Nhật. Của Minh Nhật. Tại vì cái Minh Nhật là confit là không phải confit. Là sai. Thỏ là cũng mềm mà hơi lạc. Ăn cái sốt lạ. Ngô là trong hộp. Okay.
Món tráng miệng thì lại thêm một lần nữa về kỹ năng. Kỹ năng thì Hải thấy là Minh Nhật cũng sử dụng rất nhiều kỹ năng trong đấy. Từ cái chuyện sử dụng rượu để nấu lê, cái cách mà cô ấy đề co cũng tương đối là ổn và cô ấy điều được cái sốt để mà tra lên. Em thấy là Lychee là cái bánh crepe là cái tên sai. Thì mình nói là bánh sầu riêng đi. Ủa bánh thì là đúng hơn là bánh crepe, tại vì người ta phải crepe. Thì giống là Minh Nhật là confit thỏ, không phải confit. Chỉ có mỗi điều là Minh Nhật có một cái điểm mạnh ở đấy là nhiều kỹ năng. Nhưng mà để về một là về cái gì đó mà nó thật sự là đặc biệt thì Hải nghĩ rằng là cần phải nhiều thời gian hơn nữa. Em cũng đồng ý với anh Hải là Minh Nhật với lúc cái dessert là đúng là vị thì kinh nghiệm chưa có. Nếu mà có kinh nghiệm hơn thì có thể sẽ nấu cái lê theo như cách anh Lúc khuyên ấy, sẽ nấu cái lê tốt hơn. Lúc thấy là Minh Nhật khi Lychee là same at the moment, chắc Lúc phải suy nghĩ chút xíu nữa. Cá nhân anh lựa chọn Minh Nhật, còn không biết là anh Lúc với anh Hải thế nào. Lúc nghĩ sao? Xui xẻ não hoặc là quan niệm là mình nhìn được một người tiềm năng thì Hải nghĩ là này. Rất cảm ơn hai bạn đã hoàn thành tốt bài thi của mình. Một vòng thi vô cùng thử thách. Ngay từ ngày các bạn bước chân vào căn bếp của Vua Đầu Bếp Việt Nam, chúng tôi đã theo dõi suốt quá trình trưởng thành của các bạn. Chúng tôi rất tự hào và hãnh diện về những kỹ năng của các bạn đã mang đến cho chúng tôi. Các bạn có thể nói cảm nghĩ của mình. Xin mời Minh Nhật. Được ở trong top 2 và được nấu ăn ở vòng chung kết của chương trình Vô Đầu Bếp mùa 2 thực sự là niềm vinh hạnh rất là lớn của em, và nó vượt xa mọi sức tưởng tượng của em có. Hôm nay thì trong trận chung kết thực sự em học được từ chị Lychee rất nhiều. Cái cách chị kết hợp nguyên liệu và cho ra những món ăn rất là đậm đà bản sắc Việt Nam. Dù hôm nay ai là người thắng cuộc đi chăng nữa thì chúng em thực sự rất là hạnh phúc. Hạnh phúc vì được đứng với nhau ở hôm nay ở đây và nấu ăn. Xin mời chị Lychee. Tôi nói nếu tôi không có win nữa, tôi để tới đây tôi thật sự tìm được tôi với những người Việt Nam của tôi. Và tôi nghĩ tôi không bao giờ thôi, tôi có. And thank you everybody. Thank you. Tôi thực sự là rất tự hào về chị Lychee và Minh Nhật ngày hôm nay. Không ít lần Oanh rất ngạc nhiên về cái sự linh hoạt và sáng suốt của hai người trong suốt cái hành trình thử thách của cuộc thi này. Những kinh nghiệm và những cái trải nghiệm mà mọi người có được sau cuộc thi này, nó là một trong những điều quan trọng đối với bất cứ một đầu bếp nào khi thực sự muốn trở thành đầu bếp chuyên nghiệp. Người giành ngôi vị cao nhất của ngày hôm nay sẽ nhận được một giải thưởng là 500 triệu đồng. Một ấn phẩm mang tên mình. Và cao quý hơn cả là giành được danh hiệu danh giá quán quân Vua Đầu Bếp Việt Nam mùa thứ 2. Đây là lần thứ 2 Lúc có mặt trong giờ phút quan trọng này. Tôi mong các bạn sẽ làm cho cả thế giới tin rằng món Việt Nam thật tuyệt vời. Chúc các bạn thành công trong công việc của mình. Tôi cũng không để các bạn phải đợi lâu hơn nữa. Vị trí này sẽ là vị trí của các bạn. Mời các bạn lên đây. Được ban giám khảo nhường cho bục đỏ để hai chị em đứng lên thì chúng tôi đã nắm rất là chặt tay nhau. Hai chị em rất là yêu quý nhau bởi vì đã đi cùng với nhau một cái chặng đường rất là dài. Dù có hồi hộp nhưng mà cũng thấy rất là hạnh phúc. Và bây giờ là thời khắc quan trọng nhất.
mà các bạn cũng như chúng tôi mong đợi và hàng triệu người Việt Nam đều muốn biết rằng quán quân Việt Nam mùa thứ hai là ai. Người đó sẽ là... Thắng hay thua hôm nay cũng không thể phân định là ai giỏi hay ai kém, bởi vì cả hai chúng tôi hoặc cả 12 thí sinh hôm nay đã có mặt ở vòng chung kết đều có trong mình một niềm đam mê, và niềm đam mê nó sẽ luôn cháy mãi. Tôi rất là happy đã được tới đây và đã được làm cái công chuyện của tôi làm. Còn cái kết quả thì tôi cũng không may lắm. It's good to be win, but happy to be here. Mình tin rằng với kinh nghiệm nấu nướng lâu năm của chị Lê Chi thì chị Lê Chi sẽ là quán quân World of Bếp mùa thứ hai. Quán quân World of Bếp mùa thứ hai năm nay sẽ là Minh Nhật. Tôi cũng không phán đoán được là ai bởi vì rất là khó. Lê Chi thì đầy kinh nghiệm sống, mà Minh Nhật thì trẻ trung duyên dáng mà rất nhanh nhẹn. Ai cũng nín thở để chờ đợi kết quả. Quán quân Việt Nam mùa thứ hai là ai? Người đó sẽ là... Minh Nhật! Cảm xúc hôm đó vỡ òa. Quá bất ngờ và không biết phải diễn tả thế nào nữa. Vì dù gì tôi cũng chỉ mới chỉ là một cô bé hai mấy tuổi thôi, được đến đây với một cuộc thi và vượt qua hàng nghìn người, đã khẳng định được bản thân mình là một cái thành công mà thực sự tôi mong đợi nó từ rất là lâu rồi. Thấy bố mẹ cũng ở đây để chia sẻ cảm xúc với mình, được ôm bố mẹ, ôm người thân, ôm bạn bè, thấy thực sự rất là vui. Khóc hết nước mắt. Được có ngày hôm nay, thực sự tôi rất cảm ơn, biết ơn bố mẹ. Tôi và mẹ là người đã truyền cái tình yêu nấu nướng cho tôi, đã dạy tôi, cho tôi biết là nấu ăn nó vui như thế nào. Từ những cái bữa cơm mà tôi nấu từ ngày tôi còn rất là nhỏ cho đến khi mà tôi lớn. Được giải thứ hai Á quân rất là vui. Tại vì thấy là mình làm hết tất cả sức mình. Mình đã được nấu được cái đồ mà mình muốn nấu, và mình muốn nói được cái chuyện mà mình muốn nói hơn là cái giải của mình thắng. Tôi cũng nói trước kia, không phải là mình làm cái chuyện mình có thể làm, mà cái chuyện mình làm có đúng không. Tại vì cái gì cũng vậy, mình có thể làm hơn là chuyện mình làm đúng, thì nó sẽ có cái kết quả mà mình muốn. Tôi nghĩ kết quả hôm nay Minh Nhật được là trở thành vua đầu bếp thì là hoàn toàn xứng đáng. Mình cảm thấy là bé Nhật rất là xứng đáng khi nhận được và chiếc cúp vô địch của World of Bếp mùa 2 năm 2014. Mong em sẽ thành công nhiều hơn nữa. Thank you. You're good. You deserve it. Thank you. Congratulations. Well done. Thank you. Well done. Good effort. Và đây là số tiền hy vọng rằng em tiếp tục theo đuổi ngành ẩm thực của mình. Làm nên cuốn sách để xứng danh quán quân của cuộc đầu bếp Việt Nam mùa thứ hai. Đồng ý không? Chiến thắng này không chỉ là chiến thắng của tôi mà còn là công sức nỗ lực của rất là nhiều người xung quanh tôi nữa, đã động viên và ở bên tôi những lúc mà tôi khó khăn. Và đây là phần thưởng dành cho chị. Và hy vọng chị tiếp tục đam mê của mình với ẩm thực Việt Nam. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chị. Nice to see you. Yeah. Nếu mà được thì tôi có thể về Canada mở một cái nhà hàng cho chính mình, mà có thể làm khác đi một chút, làm mới đi một chút, làm cái kiểu cho người ta tới nhà hàng mình biết là nhà hàng mình Việt Nam, và biết là mình thưởng thức những món ăn thuần túy Việt Nam nhưng mà on một cái scale khác. Tôi là người Việt Nam cho nên món ăn Việt Nam là tôi biết rành. Tôi không có cần phải mở cái nhà hàng để nấu steak hay hamburger, tại vì đã có hàng triệu người Mỹ ở bên nước ngoài đã làm như vậy rồi. Xin chúc mừng hai bạn và hy vọng rằng hai bạn sẽ tiếp tục theo đuổi ngành ẩm thực của mình và phát huy hơn nữa những gì các bạn đã đạt được. Xin chúc mừng các bạn.
Sau khi trở thành quán quân của chương trình Vua Đầu Bếp Việt Nam mùa thứ 2, rất muốn làm ra được một chương trình mà ở đó các bạn trẻ sẽ thấy là vào bếp không có gì là khó cả, và chỉ có ở căn bếp mình mới có một cái sự gắn kết hơn với thành viên trong gia đình mình và hiểu thêm về văn hóa Việt Nam, quảng bá thêm về ẩm thực Việt Nam. Chiến thắng của tôi ngày hôm nay tôi xin dành tặng cho tất cả các bạn thế hệ trẻ như tôi, cũng như một lời kêu gọi để nói là các bạn hãy vào bếp, vì ẩm thực Việt Nam nó có phát triển được hay không phụ thuộc rất nhiều vào tình yêu nấu nướng của thế hệ trẻ.